Hello cả nhà, chào cả nhà. Mita lại quay trở lại với cả nhà trong là series chăm sóc sức khỏe chủ động. Hôm nay Mita lại tiếp tục giới thiệu cho cả nhà sản phẩm về probiotic. Đây là cái sản phẩm mà Mita được tặng như là món quà Giáng sinh từ một cái giáo sư nhà khoa học là Thais của trường Đại học Giáng Miến Đài Loan. Giáo sư nhà khoa học Thais này là cùng với cái nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã nghiên cứu ra một cái nhóm probiotic cực kỳ đặc biệt mà giúp cho cơ thể của các bạn được cải thiện rõ rệt. Thì ông ta chia ra rất là nhiều dòng, thì hôm nay mình ta giới thiệu hai dòng. Đó, hai dòng này là đây chính là món quà Giáng sinh, không phải Mita đi quảng cáo sản phẩm đâu nhé. Đây là món quà Giáng sinh của bản thân mình, nhưng mà riêng cá nhân của mình được sử dụng thử cái sản phẩm này nhiều lần. Nếu các bạn đã theo dõi một vài cái video trước đây, Mita đặt tên là vi khuẩn hạnh phúc hay vân vân các kiểu đó, thì Mita đã sử dụng rất là nhiều lần, và cái nơi làm việc của Mita cũng được sử dụng nhiều lần, giống như chúng ta là những người được sử dụng miễn phí á. Những người được sử dụng miễn phí vì chúng ta cũng là những nhà khoa học và không mấy liên quan, có nghĩa là mình hồi trước kia là mình nghiên cứu rất là sâu sắc về vi sinh, nhưng mà sau đó mình chuyển sang một cái ngã rẽ khác là rồi thì bây giờ thì chỉ là nó có một chút liên quan ở đây là giúp sức khỏe của chúng ta mỗi ngày một tốt hơn, chứ không còn liên quan sâu sắc về vi sinh nữa. Nhưng kiến thức vi sinh của mình nó cũng chưa may một đâu. Đó. Hôm nay Mita giới thiệu với các bạn hai dòng. Một dòng màu xanh này đó gọi là dòng vi khuẩn hạnh phúc. Nếu các bạn đã xem trước đây thì các bạn biết cái dòng vi khuẩn hạnh phúc này nó có tên là Lactobacillus da plantarum BS128. Đây là cái dòng Lactobacillus plantarum BS128. Các nhà khoa học Việt Nam muốn tìm kiếm sâu hơn hay là muốn nghiên cứu sâu hơn thì hãy ghi nhớ lại cái tên đó và thử nghiên cứu ha. Thì đối với cái dòng mà vi khuẩn hạnh phúc này thì rất là tốt cho các bạn làm việc trong một cường độ cao và trong cái giai đoạn thi cử của trẻ con, hoặc là những cái bạn mà làm việc nặng quá, làm việc mệt mỏi quá, không ăn uống được gì hết, làm sao để có thể phục hồi cơ thể. Và những cái bạn trải qua những quá trình điều trị, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị vân vân, ung thư gì đó rất là mệt. Làm sao để phục hồi cơ thể, thì cái dòng vi khuẩn Lactobacillus plantarum BS128 này có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Cái chức năng chính của cái dòng vi khuẩn này là làm dịu thần kinh. Khi bạn uống vào, đi qua đường ruột của bạn được kết hợp với hệ vi sinh vật trong đường ruột, và chúng sẽ bắt đầu sinh sôi, phát triển, và nó tiết ra những cái hormone, những cái enzyme và những cái vitamin, những cái protein mà cơ thể của bạn cần phục hồi cái chức năng thần kinh và làm cho bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Đó là nhóm thứ nhất là Lactobacillus plantarum BS128 ha. Nhóm thứ hai, món quà mình nhận ngày hôm qua nữa, đó chính là vi khuẩn làm cho cái hệ đường ruột của bạn cảm thấy được thoải mái, được dịu nhẹ. Nếu mà bạn gặp trong một vấn đề như là vấn đề về tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu, khó chịu, khó thở đó, và đi ngoài cũng khó khăn, và có những nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa, thậm chí là ho, sổ mũi hay vân vân, nó cũng có liên quan đến tiêu hóa đấy, thì bạn sẽ sử dụng cái dòng này. Đây là một hệ vi sinh vật probiotic, nó không phải là một dòng riêng lẻ y như là cái vi khuẩn hạnh phúc như là Lactobacillus plantarum BS128. Thì trong cái nhóm hệ vi sinh vật probiotic mà làm cho cái hệ đường ruột của bạn cảm thấy dịu nhẹ đó, nó sẽ gồm có là Lactobacillus Ramonus, Lactobacillus plantarum K21, có nghĩa là nó khác cái dòng này một chút xíu. Cái dòng này cũng Lactobacillus plantarum là BS128, còn cái này là Lactobacillus plantarum K21. Lactobacillus fermentum bifido, nó vẫn có bifido này các bạn, Bifidobacterium infestis. Đó. Đây là kết hợp của 4 dòng vi khuẩn các bạn ạ. Khi mà bạn uống cái này thì đó, như hồi nãy mình chia sẻ, thì cả hai cái này đều rất là tốt đối với sức khỏe của người bình thường nếu bạn uống sử dụng định kỳ. Nếu mà người bình thường khỏe mạnh thì mình nghĩ khoảng là
3 tháng bạn uống một hộp nhỏ như thế này, một hộp nhỏ như thế này là 5 gói là được rồi. Rồi xong 3 tháng sau bạn uống một hộp nhỏ 5 gói như thế này cũng được. Còn nếu bạn tiền không phải là vấn đề thì hãy mua uống, còn nếu mà tiền là có vấn đề thì không cần bận tâm. Hãy cứ ăn đầy đủ cái những cái loại probiotic mà người ta giới thiệu trên cái kênh YouTube này, như là sour rau bắp cải nè, sour rau củ cải nè, sour rau hành tím nè, sour rau vỏ chanh nè, và gì tonic dừa nè, kombucha nè, vân 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 vân. Tất cả những cái phần đó bạn kết hợp lại cũng có thể giúp bạn cải thiện một cái hệ vi sinh vật đường ruột tốt rồi và cho bạn một cái sức khỏe hoàn hảo rồi. Không nhất thiết là phải mua, không nhất thiết là phải mua. Đó. Rồi bước cuối cùng là Meta sẽ uống cái này ha. Uống cái này thì vì đây là quà tặng mà phải uống, bỏ không bỏ thì nó phí. Hôm nay Meta sẽ uống 2 gói. Tại vì hai gói này có hai chức năng khác nhau, cho nên Meta sẽ uống hai gói, một gói hỗ trợ cho đường ruột và một gói sẽ hỗ trợ cho hệ thần kinh, cho Meta cảm thấy hưng phấn, thoải mái, dễ chịu hơn. Đó, hai gói. Ok, đó, đây là hai gói Meta sẽ uống hôm nay. Khuyến khích của nhà khoa học và nhà khoa học giáo sư nhà khoa học Times, trường đại học Giáng Miễn Đài Loan là uống sau ăn. Đã vì sao như vậy thì lúc đó ông ta bảo nó sẽ tốt hơn, nhưng mà Meta nghĩ bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể uống được, bởi vì đây là vi khuẩn mà, vi khuẩn sống, vi khuẩn sống, cho nên là vào trong cơ thể của các bạn có thể cùng với những dòng vi khuẩn bên trong cơ thể để kết hợp lại và cùng phát triển. Tuy nhiên đối với những bạn có những cái vấn đề như yếu ớt quá thì nên uống sau ăn thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn là giảm cái tác dụng phụ. Còn lại bản chất vấn đề nó không có vấn đề gì hết. Còn nếu bạn khỏe thì bất kỳ lúc nào mình cũng có thể uống. Bất kỳ lúc nào mình có thể uống. Rồi, mình đã uống 2 gói. Hôm nay mình đã uống 2 gói. Uống đơn giản lắm, các bạn chỉ xé ra như thế này thôi. Rồi, thơm lắm các bạn. Đó. Đó, chúng ta uống 2 gói. Một gói này là làm cho hệ đường ruột cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Mặc dù hiện tại chúng ta không có vấn đề gì đường ruột, nhưng mà bổ sung thêm một số dòng vi sinh vật vào trong cơ thể mà vi sinh vật có lợi là luôn luôn là cần thiết. Đó. Đây là thứ hai là vi khuẩn hạnh phúc, là Lactobacillus plantarum BS128. Thì hiện tại Meta cũng rất là hạnh phúc, không có vấn đề căng thẳng gì hết, nhưng Meta cũng uống vào như một cách để làm đa dạng hệ vi sinh vật đường ruột. Đó. Thế thôi. Đó, Meta uống 2 cái này. Và thế thôi. Mình chúc các bạn là enjoy với cái video này và luôn luôn khỏe mạnh. Luôn luôn khỏe mạnh. Nhớ bấm nút đăng ký để có thể theo dõi nhiều cái video tiếp theo của Meta nữa, và giúp cho các bạn chữa lành những cái vết thương bên trong cũng như là những cái điều chưa hoàn hảo về sức khỏe của hiện tại, và cho bạn một cái phiên bản hoàn hảo nhất trong tương lai nhé. Bye bye.